Hello everyone, today we will continue the lesson 2 of Unit 10. It's time for you to review the lesson 1. Now, we'll play meaning game. Do you want to play game with me? Okay, now, the meaning game is called rocket game. In this game, I will show you 4 questions. You read the questions and after that, you choose the correct answer. Do you understand? Okay. Number 1. Who works on the rat? A. Holly. B. Amy. C. Leo. D. Matt. Do you remember in the lesson 1? Who works on the rat? Neo? No. A. Holly? Are you sure? We will check the answer. Wow, good job! Yeah! And number 2. What should they do in the park? A. Pick the flowers. B. Play in the fountain. C. Should work on the path. D. Work on the rust. What should they do in the park? Letter A, B, C, or D? D? No. C? Should work on the path? Wow, good job! Yeah! And next, who falls into the fountain? A. Leo. B. Max. C. Holly. D. Amy. Who falls into the fountain? A. Leo. No. B. Max. Good. Yeah. Now let's remove the last question. What shouldn't you do in the park? A. Throw litter on the path. B. Pick some flowers. C. Work on the rust. D. Put litter on the garbage can. D. Put litter on the garbage can. Yeah, well done. Yeah! And now, let's get started. Lesson 2, grammar. I show you 2 the pictures on the screen, and I have some questions for you. Let's see. This is a picture number 1, and this is a picture number 2. And these questions are there. Number 1, are the classes quiet or noisy? Number 2, what are the students doing in each picture? Number 3. What should they do in the classroom? 2 minutes for you to answer my questions. Now, everyone, look at picture 1. Is class quiet or noisy? Yes, of course. Very noisy. Too noisy. Is it right? And what are the students doing? They are talking a lot. Is it right? Very good.
And now it's a two. Is it noisy? No, I don't think so. It's very quiet. How about students? How about the students? Yeah, they are writing and learning. Okay? Now, so what should they do in the picture one? What should they do in the picture one? Yeah, I think they should listen more and focus on lesson. Okay? Do you agree with me? Listen more and focus on lesson. They should listen more and focus on lesson. Okay? Now, student, I have a question for you. What word do you use to talk about the rules? I will say it again. What word do we use to talk about the rules? Who can answer? It must. Okay, must. And you show again this picture. I have must and mustn't, must not. You remember, when you want to talk about the rules, please use must. And how about this one? How about this one? When you want to make the negative sentences, you should use must and not. Must and not. It's a long form. Mustn't is a short form. Cô giải thích cho các bạn một tí xíu về cái cấu trúc này. Các bạn khi mà muốn nói về một nguyên tắc thì các bạn có chữ must. Must mình có thể dịch nó là phải. Example: You must be quiet and focus on the lesson. Bạn phải trật tự nè. Bạn phải yên lặng nè. Must. Ở đây chữ must có nghĩa là phải. Must là thể khẳng định. Còn mustn't ở đây là phủ định. Phủ định là chữ must thêm chữ not phía sau nè. Và viết tắt của nó là mustn't. Mustn't là dạng ngắn, còn must not là dạng dài. Ok. Nó là thể phủ định của chữ must. Do you remember? Ok. Example: You mustn't talk in class. Chữ mustn't mình có thể tạm dịch nó là không được. Bạn không được nói chuyện ở trong lớp. Nó thể hiện ra một cái điều cấm. Còn chữ must ở đây là một nguyên tắc. Nó mang ý nghĩa là phải làm một việc gì đó. Còn mustn't là cấm làm một việc gì đó. Ok. And you remember, must plus verb infinitive. Sau must sẽ là một động từ nguyên mẫu. Các bạn chú ý ở đây là must be. Mustn't talk là động từ nguyên mẫu. Mustn't talking? No. Mustn't being? No. Ok. And now do exercise. Look at page, open your book, page 75. Exercise 3. Read and match. You have 4 pictures and 4 letters A, B, C, and D. You read 4 questions. After that, you match to the letter. Okay? Number 1. You mustn't walk your dog here. Number 2. You must put litter in the garbage can. Number 3. You mustn't take photo here. Number 4. You must be quiet. Number 1 is an example.
Number one is an example. And number two, where? A, B, or C? That's right. Letter picture B. Các bạn nhìn vào hai bức tranh B và D là câu số 1 và câu số 2, các bạn có nhận thấy không? Bức tranh đầu, cái picture D này nè, cái câu số 1 người ta dùng mustn't là không được, nên ở trong cái bức tranh, cái picture D này nè, các bạn thấy người ta có dấu gạch chéo không? Ở đây là thể hiện là ý nó là bạn không có được dắt chó vào vào đây. Còn câu B ở đây người ta cũng là cái hình tròn có viền đỏ, nhưng mà câu của người ta là you must put litter in the garbage can, là bạn phải cho rác vào trong thùng. Yêu cầu, cái nguyên tắc, cái quy định của người ta đưa ra là bạn phải bỏ rác vào thùng. Còn ở đây là cấm luôn, bạn không được dắt chó vào đây, được chưa? How about number 3? Picture A. You mustn't take photos here. And number 4. Picture C. You must be quiet. Okay? Now, next. Number exercise 4. You write must or mustn't. Number 1. You mustn't eat here. Look at all the pictures. You write must or mustn't. 1 minute for you. Okay, now we will check the answer. Number 2, we write must. Number 2, you must wash your hands. Number 3, you mustn't ride your bike here. And number 4, you mustn't swim here. Student, are you right or wrong? Wow, well done. Now, before we end the lesson, I will give you 3 things that you must do to stop coronavirus. Number 1, you must wash your hands regularly. Number 2, you must do exercise to stay healthy. And number 3, you must stay at home. Các bạn có thấy là hiện tại cái dịch, vì cái dịch COVID đang rất là phức tạp ở trên thế giới và ở Việt Nam của mình cũng vậy, nên bây giờ cô muốn các bạn phải ghi nhớ 3 điều để mình hạn chế thấp nhất việc tránh được virus corona. Đầu tiên là các bạn nhớ việc rửa tay, must wash your hands. Tiếp theo là mình nhớ tập thể dục nhá, must do exercise. And cuối cùng là nhớ phải ở nhà, must stay at home. Okay, goodbye student, see you later.